Kính chào quý vị đang đến với chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Mỹ ước đạt 793,35 triệu đô la Mỹ, chiếm 16,8% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Hiện Mỹ là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam sau thị trường EU. Tuy nhiên thì việc xuất khẩu thủy sản vào Mỹ đang có những tác động từ cuộc chiến tranh thương mại cũng như các chính sách giám sát nhập khẩu, bảo hộ thương mại từ Mỹ. Vậy những chính sách này tác động như thế nào đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam? Đâu là cơ hội, thách thức cho Việt Nam khi xuất khẩu? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ? Đó chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này. Trước tiên, mời quý vị cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Theo số liệu thống kê, 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào Mỹ ước đạt 793,35 triệu đô la Mỹ, chiếm 16,8%, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện Mỹ là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam sau thị trường EU. Tuy nhiên, hiện tại kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam mới chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Mỹ. Do đó, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để tăng cường xuất khẩu thủy sản vào thị trường này. Tuy nhiên thì nó một cái tín hiệu đáng mừng là gần đây thì cái tỷ trọng mà cái xuất khẩu sang thị trường Mỹ nó có gia tăng hơn những cái thời cùng kỳ của năm rồi. Thì nói chung thì chúng ta đối với thị trường Mỹ là một cái thị trường khó tính, nhưng mà một cái thị trường là tiềm năng và rất là quan trọng. Xuất khẩu sang Mỹ thì thị trường Mỹ cũng tăng trưởng tốt, cái nhu cầu đối với lại con cá tra Việt Nam là phát triển và ngày càng cái người tiêu dùng họ nhận thức cái họ nhận diện cái con cá này là tốt hơn, thành ra là cái tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ của chung của toàn ngành cũng tăng trưởng khoảng 7-8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan khí tượng thủy văn Mỹ cho biết hiện trung bình người Mỹ tiêu dùng thêm gần 0,5 kg thủy sản trên khẩu phần ăn. Theo đó, tiêu thụ thủy sản bình quân của Mỹ đạt mức 7,05 kg trên người, tăng gần 0,45 kg so với năm 2014, và người Mỹ càng ngày càng sử dụng nhiều thủy sản, cả tươi sống và đông lạnh. Bên cạnh đó, trái với những sự lo lắng về tác động của chiến tranh thương mại Trung Mỹ, các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Thì nói chung, trong cái chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì nó cũng khó dự báo, nhưng mà trước mắt thì đây là một cái cơ hội tốt cho cái ngành hàng thủy sản của Việt Nam. Bởi vì trong cái quá trình mà giữa cái chiến tranh thương mại giữa hai nước, thì nếu mà cái hàng hóa của mình mà đảm bảo được cái chất lượng theo cái yêu cầu nhập khẩu, thì đây là cái cơ hội để cái hàng của thủy sản của Việt Nam chúng ta xuất sang Hoa Kỳ nó sẽ càng nhiều hơn. Theo những người trong ngành, hiện nay cá tra Việt Nam đang có sự cạnh tranh với cá rô phi của Trung Quốc. Do đó, kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra, Mỹ áp thuế 10% đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này khiến doanh số cá rô phi của Trung Quốc tại hệ thống siêu thị lớn của Mỹ đã giảm 20-30% so với trước. Nếu năm 2017, cá tra của Việt Nam chỉ chiếm gần 25% tổng nhập khẩu, thì đến tháng 7 năm 2018 đã chiếm tới 50% tổng giá trị nhập khẩu. Điều này cho thấy thị phần cá tra tại Mỹ đang dần được tăng thêm. Hiện nay thì cái sản phẩm cá tra của mình xuất khẩu sang Mỹ là thuế nhập khẩu là 0%. Và đối với lại cá tra ở Mỹ mà nói thì có cạnh tranh gián tiếp, không quá trực tiếp, nhưng mà gián tiếp với lại con cá rô phi từ Trung Quốc. Thì thật ra thì cá tra nó cũng có một cái vị thế nhất định đối với lại người tiêu dùng ở Mỹ. Nhưng mà khi mà có cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì một số người tiêu dùng họ cũng có xu hướng lựa chọn sản phẩm ngoài Trung Quốc, cho nên là cũng là một cái cơ hội để mà cá tra được nhiều tiêu dùng họ quan tâm và họ chọn hơn so với trước đây. Trong khi đó, hoạt động sản xuất thủy sản trong nước cũng đang có nhiều tiềm năng. 7 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản ước tính đạt 4.274,2 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.170,2 nghìn tấn, tăng 6,5%. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.104 nghìn tấn, tăng 5%.
sản lượng khai thác biển đạt 2.001,7 nghìn tấn, tăng 5,2%. Theo các chuyên gia, hiện Mỹ là một trong những thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Ước tính quy mô thị trường thủy hải sản của nước này trị giá khoảng 96 tỷ đô la Mỹ. Do đó, đây là thị trường vô cùng tiềm năng để các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu. Thưa quý vị, mặc dù có nhiều tiềm năng lớn để đẩy mạnh xuất khẩu vào Mỹ, tuy nhiên thì thực tế hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang gặp phải không ít khó khăn do rào cản thương mại cũng như các chính sách nhập khẩu mới từ Mỹ. Vậy những khó khăn đó cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 90 triệu đô la Mỹ trên một năm cho ba thị trường chính là Mỹ, Nhật Bản, EU, trước thông tin Mỹ sẽ thực hiện chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản với tôm và bào ngư vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, đại diện công ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam bày tỏ những lo lắng. Hơn nửa tháng thì chúng tôi đã tham dự một cái buổi meeting với lại Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Thì hiện nay cũng đang tìm hiểu về cái thủ tục. Đến giờ này thì cũng chưa được rõ 100%, thì chúng tôi cũng đang lo lắng, đang liên hệ để chuẩn bị làm đúng thủ tục theo quy định của Hoa Kỳ. Theo ông Phục, chương trình giám sát nhập khẩu này yêu cầu nhà nhập khẩu bắt buộc phải là công dân của Mỹ, trong khi đó các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu không đáp ứng được điều này. Quy định mới này buộc doanh nghiệp phải chuẩn bị thêm một đội ngũ để chuẩn bị hồ sơ, tốn thêm chi phí nhân công. Bên cạnh đó, với thời hạn chỉ còn vài tháng để chuẩn bị thì quá gấp gáp, hàng hóa xuất đi dễ ách tắc trong giai đoạn đầu. Hiện tại có những khó khăn cũng không nhỏ. Thứ nhất là vấn đề chi phí. Cái thứ hai là theo quy định của họ thì phải có một cái công ty nhập khẩu mà quốc tịch người Hoa Kỳ mới được. Trong cái thời gian ngắn, bây giờ chỉ còn có 2 tháng nữa thôi, thì không thể nào mà mình đưa người Việt Nam qua bên đó kịp. Cho nên chắc chắn là phải thuê. Và tôi tin rằng chắc chắn là cũng có nhiều công ty cũng sẽ gặp trục trặc trong cuối năm và đầu năm sau. Và chắc chắn là cái lượng xuất hàng sẽ giảm vào Mỹ. Những người trong ngành cũng cho biết hiện tại hoạt động sản xuất thủy sản của Việt Nam chủ yếu vẫn là quy mô nhỏ. Do đó việc truy xuất nguồn gốc sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Thực tế thì cái chương trình giám sát của Mỹ hay là các cái nước khác ấy, thì người ta nhắm sâu vào cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách minh bạch và rõ ràng. Vậy thì làm gì để có thể truy xuất nguồn gốc cái sản phẩm? Thì cái bối cảnh của Việt Nam đó là đa số trên 80% là cái người sản xuất là quy mô nhỏ, đó là đến là các hộ dân. Vậy thì cái công tác về truy xuất nguồn gốc nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia, chương trình giám sát nhập khẩu đối với tôm và bào ngư được Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ công bố ngày 24 tháng 4 năm 2018. Chương trình SIMP gồm 3 yêu cầu chính: cấp phép, báo cáo dữ liệu và lưu trữ hồ sơ với việc nhập khẩu một số loài hải sản và sản phẩm hải sản ưu tiên được xác định là có nhiều khả năng bị đánh bắt bất hợp pháp hoặc gian lận thương mại thủy sản. Theo cái chương trình SIMP của chính phủ Hoa Kỳ áp dụng đối với các cái loài thủy sản, thì năm ngoái thì họ đã áp dụng đối với các cái sản phẩm đánh bắt là hải sản trong số 13 loài ưu tiên. Thì tháng 4 vừa rồi thì họ đã thông báo là sẽ tiếp tục áp dụng đối với bào ngư và tôm nuôi và sẽ được áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2019. Thì thực tế chương trình SIMP nó là một chương trình về truy xuất nguồn gốc và chống gian lận thương mại ở trong hoạt động về vấn đề xuất khẩu thủy sản. Đây là một chương trình mà cũng phối hợp cùng với IUU của châu Âu nhằm có thể là đánh giá và đồng thời là bảo đảm được các cái sản phẩm thủy sản là được coi như là khai thác cũng như là được tiêu thụ và xuất khẩu là một cách hợp pháp và đúng theo các cái tiêu chí về IUU. Cùng với đó là những rào cản thuế chống bán phá giá ở tôm và cá tra tại thị trường Mỹ, truyền thông bôi nhọ cá tra ở EU, thẻ vàng về EU, xu hướng bảo hộ mậu dịch thông qua các rào cản kỹ thuật cũng khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu vào Mỹ. Thì hiện nay thì phải nói là xuất khẩu sang thị trường Mỹ thì chúng ta đang bị hai cái thách thức. Một là cái thuế chống phá giá, hai là cái đạo luật farm bill. Riêng đối với thị trường Mỹ thì hiện nay thì chúng ta vẫn tiếp tục phải vướng phải các cái rào cản thương mại hiện nay, ví dụ như về vấn đề thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm, sản phẩm cá tra, rồi chương trình thanh tra cá tra trơn, rồi chương trình SIMP.
Bên cạnh đó, thủy sản Việt Nam cũng đang chịu sự cạnh tranh gay gắt với các nước khác như Indonesia, Thái Lan và đặc biệt là Ấn Độ. Hiện nay, Ấn Độ đang được hưởng mức thuế thấp nhất so với Việt Nam và Thái Lan. Giá thành sản xuất tôm Ấn Độ lại thấp hơn Việt Nam, nên giá xuất khẩu sang Mỹ cũng thấp hơn. Ngoài ra, Ấn Độ vẫn đang được hưởng lợi từ các chương trình trợ cấp xuất khẩu dành cho các nước đang phát triển. Ngoài ra, đối với thị trường Mỹ thì hiện nay là vấn đề cạnh tranh tôm giữa Việt Nam và các quốc gia khác, đặc biệt là Ấn Độ với cái sự phát triển cũng khá nhanh. Với cái vấn đề về mặt giá cả thì rõ ràng đây cũng là một cái thách thức cho các doanh nghiệp. Chính những khó khăn này khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng cánh cửa xuất khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ ngày một hẹp lại. Để tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp khi xuất khẩu vào Mỹ, các chuyên gia đã đưa ra giải pháp cũng như lời khuyến cáo cho doanh nghiệp. Vậy những giải pháp đó cụ thể là gì? Ngay sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những ghi nhận sau của chúng tôi. Tại hội chợ VietFit 2018, các chuyên gia cho rằng để vượt qua những khó khăn, thách thức từ thị trường, điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp vẫn là chú trọng nâng cao chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn mà các nước nhập khẩu yêu cầu. Chuyện áp những chính sách về thuế của Mỹ thì muôn đời họ vẫn luôn như vậy. Nếu có vấn đề bây giờ trước hết là mình phải duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm của mình vì lượng tiêu thụ. Ví dụ như cá tra của mình thì thị trường vẫn có đó, nhưng mình phải chứng minh bằng chất lượng với những yêu cầu của USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Cũng đưa ra nhiều yêu cầu để ngành thủy sản Việt Nam cũng phải áp dụng được. Tuân thủ những điều đó thì dần dần mình mới củng cố niềm tin được với người tiêu dùng Mỹ rằng sản phẩm của Việt Nam mình tốt. Liên quan tới việc Mỹ đánh giá điều kiện tương đương của các nhà máy ở Việt Nam, bà Nguyên Ngô Vi Tâm, đại diện công ty thủy sản Vĩnh Hoàn cho biết, việc các nhà máy của doanh nghiệp được công nhận điều kiện với nhà máy tại Mỹ sẽ giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thâm nhập thị trường này. Do đó, các doanh nghiệp cần đầu tư về nhà xưởng, đáp ứng yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn của Mỹ. Ở ngoài ra, đối với Mỹ thì họ có cái chương trình là đánh giá cái điều kiện tương đương của cái cơ quan nhà nước Việt Nam và các cái nhà máy ở Việt Nam theo cái quy định của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Thì để đạt được cái những cái đánh giá này thì bản thân doanh nghiệp cũng phải học hỏi thêm những cái quy định mới, những cái quan điểm mới về HACCP của Bộ Nông nghiệp Mỹ, đồng thời là cũng phải nâng cấp sửa chữa các cái điều kiện nhà xưởng, phải rà soát lại cái quy trình sản xuất của mình mà đáp ứng được những yêu cầu về kiểm soát an toàn thực phẩm theo HACCP của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Đối với chương trình giám sát nhập khẩu SIMP với tôm, ông Huệ cho rằng để thuận tiện cho việc các nhà nhập khẩu khai báo với cơ quan thẩm quyền thì các doanh nghiệp của Việt Nam phải chuẩn bị và lưu trữ các hồ sơ liên quan. Thực tế mà nói thì các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị về các cái nội dung chương trình liên quan đến vấn đề của chương trình SIMP. Và thực tế thì chương trình SIMP thì chủ yếu là tác động trực tiếp đến các cái nhà nhập khẩu, tức là các nhà nhập khẩu sẽ là đối tượng cần phải khai báo đối với cơ quan thẩm quyền của Hoa Kỳ đối với các cái lô hàng theo các cái hồ sơ liên quan đến vấn đề truy xuất nguồn gốc. Và như vậy thì các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải khai báo đầy đủ cho các nhà nhập khẩu và lưu trữ lại hồ sơ để trên cơ sở có thể đáp ứng được các cái yêu cầu về vấn đề chương trình SIMP. Bên cạnh đó, để việc truy xuất nguồn gốc được thực hiện tốt và đồng bộ, các doanh nghiệp cần phải thực hiện tổ chức sản xuất theo chuỗi, liên kết các hộ nuôi trồng, đầu tư máy móc, thiết bị, hướng dẫn người nuôi ghi chép cụ thể về quá trình nuôi trồng. Chỉ còn bằng cái cách là chúng ta bố trí tổ chức cái người sản xuất quy mô nhỏ vào thành các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác qua các cái đầu mối, xong sau đó là liên kết có thể là qua thương lái hoặc là có thể trực tiếp với các công ty thì cái công tác truy xuất nguồn gốc nó sẽ tốt hơn. Thì những cái khi mà ta có một cái mối liên kết như vậy rồi thì các yêu cầu các cái thị trường khó tính như là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Úc thì lúc đó thì nó dễ dàng là chúng ta có thể vượt qua. Nếu làm được những điều này sẽ không chỉ giúp mở cửa thị trường thủy sản tại Mỹ mà còn tạo điều kiện cho các sản phẩm, thực phẩm sản xuất tại Việt Nam tiếp cận được nhiều thị trường xuất khẩu lớn và đa dạng khác. Đến đây thì chương trình xuất nhập khẩu cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.